Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2018. Chúng ta học một cái phần mà nó bổ sung cho cái lộ cận tử cũng như là lộ tục sinh. Hay nói đúng ra đó thì lộ cận tử hay lộ tục sinh đi đó thì nó cũng nằm trong cái dòng nghiệp mà nó đi ra. Cho nên là cái bài nghiệp này là cái bài mà cũng là một cái cách chúng ta ôn tập lại thôi. Bởi vì trong cái quá trình mà chúng ta học về vi diệu pháp đó, thì cái nó vẫn là có nói về nghiệp, nói đi nói lại rồi. Và ngay trong cái bài nghiệp này đó thì chúng ta cũng có trở lại cái vấn đề mà cái tử và cái sinh. Mình không nói đến lộ cận tử, không nói đến cái lộ tục sinh, bởi vì các lộ thì chúng ta học rồi. Nhưng nó vẫn liên quan đến cái vấn đề sinh và vấn đề tử, bởi vì nghiệp nó đi con đường như thế. Thì khi mà chúng ta nói về nghiệp á, thì cái định nghĩa của nó đó, mà chắc là ai cũng biết cả rồi, rất là dễ hiểu, rất là dễ nhớ. Nhưng mà chúng ta cần phải khắn sâu để từ rồi trở đi đó, sau khi mà chúng ta học nghiệp rồi đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là nó không phải là những cái chữ trên sách vở, mà nó diễn ra trong cái đời sống của mỗi chúng ta, trong hằng giờ, hằng phút, hằng giây. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp có nghĩa là cố ý tạo tác, hay là mình hành động mà có cái ý muốn, có cái sự tạo tác trong đời. Đó là cái định nghĩa rất là đơn giản về nghiệp. Mình tạo tác với sự cố ý, cố ý tạo tác. Hay có thể dùng một cái chữ nữa là mình hành động. Mình hành động và mình có cái ý muốn hành động đó. Ý muốn hành động. Hoặc là có ý muốn cố ý để hành động. Là khi mà chúng ta nói đến cái chữ nghiệp á, thì chúng ta phải hiểu rằng nó luôn luôn cái bản chất của nó là nó lặp đi lặp lại. Cho nên cái chữ nghiệp này đó, nó còn có thể hiểu đó, nghiệp là cái thói quen. Thói quen tạo tác. Nếu mình nói theo vi diệu pháp á, thì nghiệp là sở hữu tư. Mà sở hữu tư này đó, nó không phải đứng độc lập, mà sở hữu tư này đó, nó nằm trong cái tâm động tốc, tức là Ravana. Như vậy khi mà nói là tạo nghiệp thì chúng ta sẽ tạo nghiệp nơi cái lộ ngũ đây, cả những cái tâm động tốc đây, bảy tâm động tốc trong lộ ngũ. Và cái sở hữu tư này là nó tạo nghiệp trong các cái tâm động tốc thuộc về lộ ý môn. Thì chúng ta nhớ gì để mới nói rằng là nghiệp á là nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó hình thành ra một cái thói quen. Thì nó lặp đi lặp lại, bây giờ chúng ta nói nha. Khi mà tâm chúng ta bắt cái cảnh ngũ đây, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc khi bắt ra, thì nó sẽ có cái phản ứng với cái cảnh đó. Thì cái phản ứng đối với cảnh đó đó, nó sẽ chính là cái tâm gọi là tâm động tốc, hay là còn gọi là cái tâm đạo tác, tạo tác. Thì như vậy đó, khi mà nó phản ứng, nó phản ứng đối với cảnh, khi nó tiếp nhận cái cảnh đây thì nó liền tạo một cái phản ứng. Ở đây là tiếp nhận. Khi các căn chúng ta tiếp nhận cảnh thì liền nó có một cái phản ứng, hay còn gọi nó có cái ứng xử, hay còn gọi nó là xử lý, hay còn gọi nó là đối xử, hay còn gọi nó là tỏ thái độ, vân vân. Hay còn phản ứng, ứng xử, xử lý, đối xử, thái độ, vân vân. Thì tất cả những cái từ ngữ này chính là tạo nghiệp.
chính là tạo nghiệp đây. Cái này chính là tạo tác đây. Ở đây chính là hành động đây. Cái phản ứng diễn ra như vậy. Thì chúng ta thấy như thế này. Mỗi một cái lỗ ngủ hay mỗi một cái lỗ tâm đó, thì cái phản ứng này nè, nó diễn ra trong 7 lần. Nó diễn ra trong 7 lần. 7 lần tất cả. Mà chúng ta xem nhé, bây giờ chúng ta lấy con số đi, chúng ta tính để chúng ta nói nó lặp đi lặp lại. Chúng ta nhớ nhé, 1 giây đồng hồ 250.000 tỷ, không phải 250 mà 250.000 tỷ sát na tâm. Như vậy chúng ta thấy nha, ở đây mới có 7, thì chúng ta chia ra nó sẽ bằng một phần mấy của giây. 250.000 tỷ nha, chúng ta chia ra cho 7, nó diễn ra như vậy là một giây đồng hồ nó phải diễn ra là 3 tỷ đúng không? 571.000 lần. Như vậy khi mà chúng ta có một cái, đối với cái cảnh đó mà chúng ta thích hay không thích, một giây đồng hồ thôi, thì chúng ta thấy là những cái động tác này á, nó lặp đi lặp lại với một con số kinh hồn. Thì như vậy nghiệp là lặp đi lặp lại và nó cứ trở tới trở luôn. Bởi vì thí dụ bây giờ cái chuyện này đi, mình phản ứng có một giây đồng hồ mình ngừng lại thôi, nhưng một chút nó trạo trở lại thì nó sẽ nằm trong lỗ ý. Và như vậy nó trạo trở lại trong một giây đồng hồ thì chúng ta sẽ chịu bao nhiêu. Mà nhất là khi cái chuyện gì chúng ta lo lắng thì nhất định không có một giây đồng hồ, và cũng không phải là vài phút, mà nó tính theo giờ, nó tính theo ngày. Thì chúng ta sẽ thấy là cái sự lặp đi lặp lại của nó là không thể tưởng được. Cho nên mới nói là nghiệp á, là có sự lặp đi lặp lại. Và như vậy đó là nghiệp nó hình thành một cái thói quen trong cái phản ứng của mình. Cái thói quen trong phản ứng này nó nằm trong cái cá tính của mình, nó nằm trong cái tập khí của mình, nó nằm trong cái tính tình của mình. Tính người ôn hòa thì cái phản ứng nó khác, tính người nóng nảy cái phản ứng nó khác, cái tính người ác nó phản ứng khác, cái tính người rộng lượng nó phản ứng khác, tính người hẹp hòi ích kỷ ghen tuông phản ứng khác. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái phản ứng của chúng ta đều là tạo nghiệp hết. Những cái nghiệp thiện hoặc bất thiện nó đều là tạo nghiệp. Và nó, đây là một cái thói quen tạo ra. Bởi vì như chúng ta đã từng học về cái dòng nghiệp mà nó luân lưu từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp hiện tại này. Khi nó đến cái kiếp hiện tại này và khi chúng ta sinh ra, thì cái dòng nghiệp này nó vẫn trôi chảy nè. Cái chết này nó chỉ cắt có một cái sát na nhỏ thôi. Cái tử này nó chỉ có một sát na thôi. Và trước một cái sát na này là cái cận tử nó đã nối cái dòng sống qua đây. Và nơi đây nó tiếp tục đi. Nó đi xuyên suốt trong cái dòng hộ kiếp đây. Thì như vậy, tất cả những cái gì tốt hay xấu mà chúng ta đã tạo tác ra trong tiền kiếp ấy, thì giờ này nè, trong cái hiện kiếp này nó trở thành là cái tập khí. Nó trở thành là cái tính cách. Nó trở thành là cái tính khí của chính mình. Và như vậy khi bây giờ mà chúng ta phản ứng, thì cái phản ứng này chỉ là lặp lại một cái thói quen đã từng tạo tác trong tiền kiếp. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà nói rằng đó, giang sơn dễ đổi mà bản tính khó dời. Khó dời chứ không phải là không thể dời được. Nó khó dời là bởi vì sao? Khi mình tạo tác ra thì nó hình thành cái quả. Tất cả những nghiệp chúng ta đều cuối cùng phải trổ thành quả. Và khi nó thành quả thì nó đã là cái tập khí.
Nó trở thành cái tính khí, đó là cái thói quen rất là khó bỏ được, và nó hình thành trong mỗi kiếp sống là cái tính cách. Chúng ta ở trong nhà mà mình nuôi con chó, con mèo, con gà, con vịt, bất cứ con gì mà mình thân cận nó, mình đều thấy nó có tính cách hết. Con nào cũng vậy, nó có cái tính cách riêng của nó hết. Bất cứ con nào mình nuôi mình đều thấy vậy. Và mà khi mình thấy vậy đó, mình biết là nó có luân hồi, rõ nét nó có luân hồi. Thành ra là cái khi mà nói rằng là nó là hình thành một cái thói quen tạo tác, thì cái thói quen này nó có từ trong tiền kiếp, và nơi đây nó tiếp tục một cái tập khí của nó. Vì vậy mà cái đạo Phật nó dạy chúng ta thế này: hàng ngày chúng ta có thể thấy biết, chúng ta kiểm soát được những gì chúng ta nghĩ trong đầu, những gì chúng ta nói ra và những gì chúng ta ứng xử. Để chi? Để mình thấy cái tập khí của mình, mình thấy cái tánh tình của mình, mình thấy được cái tính cách của mình. Có nghĩa rằng mình đã hiểu được trong tiền kiếp mình đã tạo những cái nghiệp gì. Và cái đời này chúng ta tái sanh ra thì chúng ta có hai việc. Cái việc thứ nhất là chúng ta nhận lại cái quả. Ngay khi chúng ta ở trong cái bụng mẹ của mình á, thì cái dạ con đó, người mẹ mà cho chúng ta cái dạ con đó chính là quả của chúng ta. Và cái người hợp tác với mẹ ta để tạo ra ta đó, thì cái người cha chúng ta cũng là quả của mình. Quả này có thể là cái quả phước lành, quả này có thể là cái quả không có tốt chút nào cả, nhưng dẫu sao vẫn là cái quả. Cho nên có những đứa trẻ nó bị cha mẹ nó giết từ trong bụng này. Có những đứa trẻ khi mà nó sanh ra thì bị cha mẹ nó bỏ rơi hoặc là giết nó. Và nó lớn lên á, nó sống với ai và nó được hưởng cái gì là quả của nó, thì cái đó là cái không thể thay đổi được. Và lần trước sư cô cũng có nói rằng là khi mà những cái học thuyết khác người ta nói rằng có định mệnh, có số phận, thì cái định mệnh số phận là có. Định mệnh số phận đó là gì? Định mệnh số phận đó là quả, không thể thay đổi được. Chúng ta sinh ra như chúng ta nhớ nha, và đây là tất cả những bài học này đều là ôn hết. Chúng ta nhớ nha, khi mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau mà có cái hương ánh, cái thần thức nó vào, tinh cha quyết mẹ gặp nhau, đây là tinh trùng, đây là noãn, thì khi nó có một cái thần thức phối hợp vào đây, đây là kiến sanh thức đưa đi tái sanh, kết hợp vào đây thì nó mới trở thành cái thai bào. Thì cái thai bào này nè, nó vào đây để hình thành con gái hay con trai là sát na đầu đã có rồi. Hình thành nơi đó cái khung xương của cái người này, tức có nghĩa là cái thân này đó là nó sẽ cao bao nhiêu là tối đa, nó mập hay là nó ốm như thế nào, nó sống tới bao lâu là anh định rồi. Và đặc biệt hơn nữa là cái hệ thần kinh toàn bộ của nó là nó đã hình thành từ trong cái sát na rồi, mà nó hình thành bằng nghiệp. Nghiệp tạo nó trước tiên ba cái phần đó, rồi nó mới tới là sắc do tâm tạo, rồi sau đó mới sắc do thời tiết tạo, rồi sau đó mới sắc do vật thực tạo. Cái thời tiết đó, khi cái thai bào này nằm trong bụng mẹ, chính là nhiệt độ cơ thể của người mẹ. Cái thức ăn đó chính là truyền từ trong cái cuống rung đưa tới để nuôi cái đứa con đó. Thì như vậy đó, là cái chúng sinh này đó đã nhận cái quả nghiệp và nó hình thành như vậy. Đến khi nó phát triển lên thì cái hệ thần kinh nó như thế nào thì nó đã có sẵn cái đó rồi. Bén nhạy hay không bén nhạy, cho nên có những người họ sanh ra là mắt họ kém vậy nè, tai họ kém vậy nè, vì cái quả nghiệp của họ. Có những người họ sinh ra đó, họ có cái phước báu, cho nên là những cái các cái căn của họ đó, họ sử dụng cho tới hồi chết thôi. Mà có khi đó tới cái hồi mà
già như vậy đó, nó vẫn là còn tinh anh bén nhạy hơn cái hồi trẻ này. Đó là do cái quả nghiệp của mình. Thì vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái đó là nó xác định không thể thay đổi được. Vì vậy nó có số phận, nó có cái định mệnh. Nhưng mà số phận và định mệnh này không phải ông trời an bài, không phải thượng đế sắp đặt, cũng không phải do tinh cha quyết mẹ, không phải do cha mẹ tạo ra, mà do nghiệp của mình tạo ra. Nghiệp của mình nó trôi chảy hình thành đây. Cái giờ cuối này mình cũng bắt những cái cảnh thuộc về nghiệp để đưa đi tái sanh. Cái dòng nghiệp này nó tiếp tục đây. Và như hồi nãy chúng ta nói đó, cái nghiệp này đó là khi nó tạo tác ra nó có cái phản ứng. Khi nó tiếp nhận cái cảnh thì cái cảnh này là quả, thì cái phản ứng này là cái phần sinh động trong cái đời sống chúng ta. Cái mà chúng ta tiếp nhận cái hệ thần kinh và cái cơ thể, cấu tạo nên cơ thể chúng ta, là coi như nó cố định rồi. Cái tánh tình tập khí chúng ta là coi như cố định rồi. Chúng ta dùng chữ coi như, có nghĩa như hầu như là chúng ta thấy rằng khó thay đổi vô cùng. Nhưng mà chính những cái phần phản ứng, phần ứng xử, phần xử lý, phần đối xử, phần tỏ thái độ này đây là cái phần có thể thay đổi được, là cái phần mới. Cái phần mà chúng ta sử dụng cái quả đó, tức là cảnh đây nè, chúng ta sử dụng nó ra sao? Ở đây nó còn thêm một cái chữ nữa là chúng ta sẽ sử dụng nó. Cái cảnh này đây nè, tất cả các cảnh này đều là quả. Quả là không thay đổi, quả là số phận, quả là định mệnh. Nhưng mà khi chúng ta phản ứng, xử lý đối tử, sử dụng nó, thì đây là cái phần sống động nhất. Và tất cả nơi đây nè có thể làm đổi thay. Hòa thượng Thanh Từ có viết một cái quyển sách nói là tu là chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp là sao? Là chúng ta đây đó có thể làm cho cái tính cách của mình nè thay đổi tốt hơn, làm cho tất cả những cái tập khí nè nó trở nên cái tánh tình của mình đó, mình có thể thay đổi được, chứ không phải là hoàn toàn không thể thay đổi được. Và cái sự thay đổi này là do mình. Khi mình nhận thức ra, mình ý thức được thì mình sửa đổi từ chút, sửa đổi từ chút, uốn nắn từ chút, thì cái đó chính là chúng ta đang chuyển nghiệp. Tức là từ những cái, ví dụ như về tánh mình rất là nóng chẳng hạn, bây giờ mình đã làm cho nó dịu xuống một chút. Dịu xuống một chút là mình sửa đổi, là mình chuyển nghiệp. Bởi vì nếu mình phản ứng nóng nảy, phản ứng vội vàng, thì mình sẽ lãnh một cái quả không hay cho mình. Nó làm cho mình bị thiệt thòi nhiều thứ. Và cái chỗ này chính là cái chỗ mà chúng ta phải nói thế này. Khi mà chúng ta đều phạm giới, phạm giới nhiều chừng nào thì tánh nóng chừng đó. Nhất là phạm cái giới thứ nhất là cái giới sắc sanh. Phạm cái giới đó thì tánh nó càng lúc càng nóng hơn. Cho nên cái này sư cô giảng thêm đi. Những ai mà phạm vào trong cái giới sát là phá thai, thì cái phải để ý vào cái tánh mình đó, thì nó nóng một cách quá đáng. Và khi mình thấy sự quá đáng đó là mình biết rồi. Mình biết rồi. Ví dụ cả vợ chồng vì cái hoàn cảnh không thể giữ được đứa con, vì mình không có hiểu rõ được hết trong cái vô minh, mình đã giải quyết nó đơn giản như là giải quyết một vấn đề kinh tế, chứ không nghĩ rằng đây á là cái sự sống của một con người, của một chúng sinh, nó rất đổi là thiêng liêng. Mình không biết được cái điều đó. Thì cả hai vợ chồng đó, càng ngày đó, cái ứng xử đối với nhau đó càng lúc càng quá đáng một chút. Và khi mình hiểu như vậy đó, thì cả hai vợ chồng phải sám hối, chứ không phải cái lúc đó mà cái người vợ đó là trách cái người chồng tại sao lại là hồ đồ, lại là quá đáng. Người chồng cũng không nên trách người vợ là tại sao quá dữ dằn. Không có nên thể trách vậy, mà mình thấy rõ ra rằng do mình phạm vào trong cái giới sát, cho nên là khi mà vợ chồng ứng xử với nhau là nó có cái
cộng nghiệp với nhau, cho nên là nó quá đáng. Vì vậy cả hai đều sám hối, cả hai đều xin lỗi con mình, và cả hai đều nguyện rằng đời đời kiếp kiếp mình không có tái phạm cái này nữa, và kể từ đây trở đi cho đến khi mình thành tựu đạo quả thì mình đi vào con đường thiện. Mình nguyện vậy. Và một lần nữa sư cô nhắc lại thế này, là không phải chúng ta nhớ đến những cái chuyện chúng ta sai, những cái chuyện chúng ta làm lỗi, những cái chuyện chúng ta tội lỗi đi nữa, không phải nhớ đến để đau khổ. Chuyện đó không có trong nhà Phật. Mặc dù cái cách thức của nó là khi chúng ta nhớ lại là bao giờ cũng vậy, cái nỗi buồn nó sẽ khởi lên, chắc chắn là nó như vậy thôi, bởi vì chúng ta chưa phải là Phật. Nhưng mà chúng ta nhớ này, trong cái hoạt động của tâm thức của chúng ta đó, bây giờ mình nói nha, mình làm cái điều phạm giới. Phạm giới tức là chúng ta đã hành cái pháp bất thiện. Pháp bất thiện này chắc chắn nó sẽ cho ra cái quả bất thiện. Cho nên cái khi mà chúng ta nhớ tới cái việc làm đó thì chúng ta nhói trong cái tim. Mình nhớ tới là có khi mình rơi nước mắt, mình nhớ tới là buồn dữ lắm. Chuyện đó nhất định có. Nhưng mà trong cái pháp Phật có dạy chúng ta này, pháp bất thiện này á, nó duyên với pháp bất thiện. Nhưng mà pháp bất thiện này cũng có thể duyên với pháp thiện. Như vậy, từ cái chỗ chúng ta đã vì vô minh chúng ta tạo tác không phải một kiếp này, mà từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, tất cả chúng ta đây không ai dám nói rằng mình không hề phạm cái nghiệp sát. Không ai dám nói cả. Lớn nhỏ ít nhiều chúng ta đều có cả. Không thể tránh khỏi. Thì khi mà mình hiểu như vậy rồi đó, thì khi mình phạm rồi thì tất nhiên là cái hối nó sẽ phát sanh lên. Thì cái đó là pháp bất thiện, nó sẽ phát sanh lên, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà khi cái hối phát sanh rồi thì chúng ta duyên với cái pháp thiện. Bằng cách gì? Chúng ta nhận ra con đường nhân quả nó. Cho nên là chúng ta đây đó là nói lời xin lỗi, hay là rõ hơn chúng ta nói lời sám hối. Nếu chúng ta phạm với lại người thân chúng ta, có những kẻ giết cha giết mẹ, giết anh chị em, giết bạn bè, giết người thân tín, giết con của mình vân vân, thì chúng ta nói lời xin lỗi và chúng ta nói lời sám hối. Lời xin lỗi là nói riêng cho những chúng sinh nào mà chúng ta đã làm cho người ta đó phải rơi vào trong cái khổ, cái đau khổ, thì chúng ta nói lời xin lỗi với những chúng sinh đó. Nhưng cái lời sám hối là để cho chúng ta nhận ra là mình đã sai, và rồi đó là mình nguyện đời đời kiếp kiếp đó mình không có phạm trở lại nữa, để duyên với cái pháp thiện. Và mình nguyện từ đây trở đi, từ đây trở đi cho đến đó, là đến khi viên mãn thì mình chỉ làm điều thiện mà thôi. Thì chúng ta đi từ cái chuyện chúng ta sai lầm, đi đến cái hối là cái đau khổ, chúng ta chuyển sang chúng ta duyên với pháp thiện. Cho nên là khi mà sư cô phân tích sâu những cái vấn đề này, không phải là bới ra cái nỗi đau, nhưng mà để thấy rõ, càng thấy rõ mình sai chừng nào thì cái lời xin lỗi, lời sám hối của mình càng chân tình và nó đầy nghị lực chừng đó. Bởi vì khắp thế giới này, ngoại trừ một cái vài nước hiếm hoi như Bù Tăng chẳng hạn, thì phần lớn là giới trẻ bây giờ phạm giới tà dâm. Một khi phạm vào tà dâm thì phạm vào giới sai, coi như phạm cái đó rồi là nhiều giới trong đó nó liên kết lại để nó phạm. Thì khi người ta phạm như vậy đó, nếu người ta hiểu biết đó, thì người ta ra được, người ta chuyển nghiệp được. Còn nếu không đó, từ cái bất thiện này nó chuyển sang cái bất thiện khác. Người ta đau khổ, người ta chán nản, đi tới không thiết tới chuyện làm việc nữa, người ta đi tới cái tiêu cực là người ta hưởng cái gì đó, đi uống rượu, đi chơi ma túy hay là đi làm cái gì đó, có khi tự giận mà chết. Thì tất cả những cái đó là pháp, cái pháp bất thiện này đó lại duyên tiếp với pháp bất thiện nữa. Thì đó là dành cho những người
không biết về về nhân quả thôi. Còn khi chúng ta biết về nhân quả, chúng ta biết về nghiệp, thì chúng ta hiểu rằng có thể chuyển nghiệp được. Tức là từ trong cái mà chúng ta đã phạm giới rồi, nó sẽ đưa đến cái đau khổ và nó sẽ cho chúng ta làm càng làm bướng. Thì bây giờ chúng ta đây không làm cái công việc đó, mà chúng ta chuyển qua, chúng ta sửa đổi, chúng ta chuyển về pháp hiện. Thì như vậy tu là chuyển nghiệp, tức là khi chúng ta sửa đổi, chúng ta bỏ đi những cái tính tập khí xấu của chúng ta, chúng ta bỏ đi những cái sai lầm của mình, thì chúng ta đi vào con đường thiện. Thì có nghĩa là tu là chuyển nghiệp. Cho nên đạo Phật đó không có nói số phận, cũng không có nói định mệnh, và không chấp nhận số phận, không chấp nhận định mệnh, mà chỉ chấp nhận đó là quả của những cái gì mà chúng ta đã tạo tác, chúng ta đã hành động. Thì giờ đây chúng ta phải gặp cái quả. Và khi cái quả này nè, chúng ta đây đó là có cái cách để mà xử lý cái quả này, có cái cách để chúng ta sử dụng cái quả này. Cho nên là khi mà những người đó hiểu lầm một chút xíu thôi, mà nói rằng là do cái nghiệp mà bây giờ là mình mắc nợ người ta cho nên là mình phải trả, thì cái chuyện không đúng, nó không đúng. Đạo Phật không có nói tới vấn đề vay trả, đạo Phật nói vấn đề gieo nhân gặt quả. Nhưng mà vay trả có hay không? Vay trả có. Cái vay trả này nó nằm trong nghĩa, một cái nghĩa, một cái nhánh rất nhỏ của cái vấn đề mà nhân quả thôi, chứ nó không phải là cái căn bản của nhân quả. Khi mà chúng ta không hiểu, chúng ta tưởng rằng cái vay trả này là căn bản của nhân quả, thì chúng ta sẽ làm khổ mình mà thôi. Vay trả nằm ở chỗ nào? Mình nói cụ thể nha. Bây giờ mình mượn tiền ta mà mình chưa trả kịp chết là một cách. Cách thứ hai là cố ý giật nợ người ta, lừa đảo người ta, lừa đảo không những tiền bạc tài sản mà còn lừa tình. Những cái thứ mà chúng ta lừa đảo người khác để chúng ta chiếm dụng về cho mình đó, cái hành vi đó mình nói tử tế là sẽ cưới nhau, sẽ sống với nhau đàng hoàng tử tế, sẽ chăm sóc, sẽ mang an vui hạnh phúc đến cho nhau, nhưng mà thực chất đó là cái sự lừa đảo, thì đó là mình đã ngoài và mình phải trả. Phải trả ở chỗ nào? Nếu mình mượn tiền người ta, mượn tài sản người ta không trả, thì đầu tiên nếu mình mà sanh ra làm con vật, thì con vật đó phải ở trong nhà đó và phải bằng cái cách nào đó đem cái lợi nhuận đến cho nhà này. Một con gà thì nó đẻ hoài, nó đẻ hoài. Một cái con heo nó cũng đẻ hoài, con thỏ nó cũng đẻ hoài để đem lợi nhuận về đây. Hoặc nó sanh ra làm trâu làm bò, nó cài trong cái nhà đó. Rồi bây giờ nếu như mà nó hiểu biết á, là cái phước nó sanh lên được làm người, thì nó phải làm tôi tớ cho cái người. Mà nếu nó nặng hơn nữa thì cái kiếp đời của nó là cái kiếp đời nô lệ. Lần trước sư cô có giảng cái lớp này, sư cô mới nói à, mình đi làm việc để mình trở thành một người chủ, hay mình đi làm việc để trở thành người nô lệ, thì cái đó là nó nằm trong cái nghiệp của mình, tức là nằm trong cái ứng xử của mình, trong cái thái độ ứng xử cư xử của mình. Đây là mình tạo cái nghiệp, mình làm việc người ta tuyển mình vô để mình làm, hoặc mình xin đến mình làm, mà mình làm với cái năng lực của mình, với cái bổn phận của mình và cái trách nhiệm cũng như cái tấm lòng của mình. Mình chủ động cái công việc đó mình làm để cho tốt đẹp, thì cái con đường của mình mở ra. Nếu không được kiếp này thì trong nhiều kiếp đó mình trở thành người chủ. Còn mình làm chánh công ăn tiền, mình làm khi có mặt chủ thì mình làm tử tế, không có mặt chủ mình làm khác. Chưa kể là mình trộm cắp, chưa kể mình làm cho hao hụt, chưa kể cho mình làm dối trá, chưa kể mình làm thiếu trách nhiệm để mà tạo nên những cái sự khó khăn và thất bại cho cái công việc của người ta.
thì đó chính là những kẻ đã hứa hẹn cho mình ngay trong đời này không thể làm chủ được, và trong nhiều kiếp đó, tái sanh ra đó, không có phải được đi làm việc đàng hoàng, mà tới bất cứ chỗ nào thì cũng bị người ta sai xử như kẻ nô lệ. Và cái con đường đó không ý thức ra thì nó đi vào con đường của nô lệ. Thì chúng ta nhớ như vậy để chúng ta biết rằng khi chúng ta làm bất cứ một cái việc gì thì chúng ta phải làm với tinh thần trách nhiệm, bởi vì tất cả những cái việc làm của chúng ta là việc làm đây, nó là tạo tạo, nó là lặp đi lặp lại bất cứ việc gì trong đời này, chứ không thể chỉ riêng có một việc, thì là chúng ta đang tạo nghiệp, và nhất định là nó sẽ tạo nên cái quả. Bởi vì khi chúng ta hành động đây, đây là cái phần mà sinh động nhất trong cái cuộc đời của chúng ta, chúng ta ứng xử đây, chúng ta xử lý đây, chứ không phải rằng là chúng ta chấp nhận chỉ riêng có số phận. Tất cả những cái điều may mắn đến cho mình hay tất cả điều bất hạnh đến cho mình cũng đều là cái quả. Còn giờ chúng ta ứng xử ra sao với sự bất hạnh của mình, chúng ta ứng xử sao với sự may mắn của mình, thì cái sự ứng xử đó chính là chúng ta đang tạo cái nghiệp mới. Và đây là cái quyền của chúng ta. Cái quyền này nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái tâm thân đó nè. Và đây là cái chỗ mà chúng ta có đầy đủ cái năng lực thuộc về trí tuệ để phân tích và phán đoán tất cả những cái cảnh mà chúng ta tiếp nhận đây hay không. Chúng ta phân tích và chúng ta phán đoán như thế nào thì chúng ta sẽ đưa đến cái quyết định ứng xử của chúng ta. Và cái chỗ này đây nè, người có giáo dục ứng xử khác, người không có giáo dục ứng xử khác. Người có tư cách ứng xử khác, người không có tư cách ứng xử khác. Người theo tôn giáo A ứng xử theo cách A, người theo tôn giáo B ứng xử theo cách B. Tất cả nằm ở đây. Và nếu chúng ta không học hỏi, chúng ta không có khai thông, không có hiểu biết, thì chúng ta sẽ chở theo tất cả những cái tập khí của mình ở đây. Khi chúng ta ứng xử thì tất cả những này theo thói quen từ vô lượng kiếp chúng ta đã ứng xử như thế nào thì cái thói quen đó tái lập lại. Và vì vậy nó khó đổi dời, nó khó thay đổi, nằm ở cái chỗ đó. Cho nên nếu chúng ta muốn sửa đổi cái nghiệp mình, muốn tu tập mà không học giáo pháp thì không nói đến chuyện thay đổi. Khi chúng ta không có mở mang ra bằng trí văn, trí tư, trí tu thì chúng ta đi theo cái dòng chảy của bản năng, đi từ nhiều kiếp, đi theo cái dòng chảy của tập khí từ nhiều kiếp, đi theo cái dòng chảy của thói quen từ nhiều kiếp. Và chúng ta bị cái gì? Chúng ta bị nghiệp quản lý, và chúng ta không cưỡng lại được, và có khi không muốn cưỡng nữa. Bởi vì những cái gì nó dục dã trong tâm thì lập tức chúng ta nghe lời nó. Một cái ăn, một cái mặc, một cái thụ hưởng dục lạc trong thế gian này, nếu nó dục dã nhiều thì chúng ta đi theo nó. Chúng ta không thấy nó là ai, chúng ta không kiểm soát được nó, thì đó là con đường thoái đoạn. Bởi vì nó nằm đây, nó nằm trong cái chỗ phân đoán đây. Và như vậy thì người ta tạo tác. Tạo tác đầu tiên bằng suy nghĩ, hai hành động, ba lời nói. Cái chỗ phân đoán đây nè, một người kiềm chế được dục vọng của mình thì cha đã không hãm hiếp con. Nếu người ta kiềm chế được dục vọng của người ta thì người ta không giết con, để cho cái người tình nhân đó chỉ cưới riêng ta thôi, không chấp nhận con của mình, thì mình giết nó chết để mình được tự do. Chỗ này đây, nếu chúng ta không hiểu biết, thứ nhất đời sống thế gian chúng ta hiểu biết về luật pháp, đời sống về tâm linh chúng ta hiểu về giới luật. Bởi vì giới luật là luật pháp về tâm linh, mà nó hơn cả nữa, cái vấn đề luật pháp nữa, nó là một cái quy luật
vận động thuộc về tâm mình. Hễ mình gieo cái này bắt buộc phải gặt cái này, gieo cái kia thì gặt cái kia, không sai chạy vào đâu được, không có che khuất được, không có lẫn lộn được. Không thể nói rằng là ô thì mình có làm bậy một chút, nhưng mà cái tiền này mình cũng giúp người nghèo, mình cũng đi cúng chùa, mình cũng tạo phước. Thưa quý vị, không. Nếu cái đồng tiền mình tạo ra không chân chính thì cái ác nghiệp mà mình tạo ra không chân chính để có đồng tiền đó, nó vẫn trổ cái quả ác nghiệp của nó. Còn cái đồng tiền này nè, mình đi nuôi cả cái gia đình của mình, cho con ăn học đàng hoàng, phụng dưỡng cha mẹ trong lúc già yếu, mình làm việc thiện, mình đi hộ trì cho chùa chiền, tôn giáo nào mà mình thấy rằng là người ta rất là đáng quý, mình vẫn hoan hỷ để hộ trì, thì cái phước đó trổ riêng. Phước đó trổ riêng. Chứ không phải cái vấn đề thương mại mua bán mà để cho mình khấu trừ, đưa vào tính lỗ tính lời, không có vậy. Nhân nào quả đó, nhân nào quả đó, nhân nào quả đó. Cho nên ác nghiệp mình tạo xuống đó, mình có thể là mắc những cái chứng bệnh trầm kha, gây đau đớn khủng khiếp cho mình. Nhưng nhờ cái lúc mình tạo cái nghiệp ác đó, mình mở cái công ty xuất sản, mình giết con này con kia để mà cung ứng cho cái thị trường ăn uống, thì cái đó nó khi mà những cái ác nghiệp đó nó trổ thành cái quả mình bị ung thư, mà trước khi chết thì phải mổ, phải xẻ, phải lắm trò đó, thì thứ nhất á là những người trước đây mà mình trợ duyên á, thì bây giờ khiến cho mình á, người ta trợ duyên lại, mình có tiền để chữa trị. Những người trước đây mà mình giúp người ta đó, thì cái phước đó nó trổ sanh là mình cung cấp cái phương tiện, trước đây mình đến bệnh viện mình giúp cho người ta có thuốc uống, mình giúp cho người ta có cơm ăn, người ta giúp cho người ta có tiền lui tới để trị bệnh đó. Rồi đó là mình trợ duyên đủ thứ hết, thì bây giờ mình gặp thầy hay thuốc giỏi, thầy giỏi thuốc hay, mình có đầy đủ hết, và mình có người tử tế để chăm sóc cho mình. Nhưng cái sự đau đớn thì mình phải chịu lấy một, để mình nhận thức ra chứ. Còn nếu không mình không nhận thức ra, thành ra cái nào nó ra cái đó. Cho nên mình không có nói thế này, mình phải thay đổi suy nghĩ. Thì mình không thể nói là vì con của tôi, vì gia đình của tôi phải làm thế này. Suy nghĩ lại, suy nghĩ lại. Mình có cái phước của mình, con mình có phước của con mình, người khác có phước của người khác. Mình hãy tạo tác, làm ra tiền bằng cái cách thế chân chính nhất, và mình giúp người ta bằng cái đồng tiền chân chính nhất, thì đó là hạnh phúc của mình. Còn mình đừng có đặt cái chữ hy sinh để mình làm những cái chuyện mà không đúng, để cho có tiền nhiều để mà mình có thể rải khắp nơi như một cái người có cái tâm bố thí rộng rãi. Và trong cái chỗ đạo Phật có nói gì, khi mà hành cái hạnh bố thí đó, khi thân huệ mạng chung có thể lên cõi trời, có thể lên cõi trời. Chữ có thể đó có nghĩa là nó còn có một cái điều kiện nữa. Tất cả những người làm cái điều lành mà dù nhỏ vẫn lên cõi trời là bởi vì nhiều kiếp người ta giữ giới. Còn cái điều lành của người ta là hành giới. Còn bây giờ mình tạo cái ác nghiệp để mình tạo ra tiền, rồi mình làm phước rất lớn, nhưng chưa có thể lên cõi trời. Tại vì sao vậy? Tại vì mình phạm giới. Cho nên giới là đứng hàng đầu. Chúng ta không giúp được ai, nhưng chúng ta có thể giúp được mình bằng cách giữ giới. Năm giới mà chúng ta đã theo đó thì chúng ta không phạm. Không phạm giới thô, chứ còn giới tế vẫn phạm, nhưng chúng ta cố gắng để sửa đổi, cố gắng để sửa đổi. Khi cái ý thức sửa đổi của mình, nó sẽ nằm trong cái phần mà chúng ta ứng xử với cái quả đó, là cái phần mà chúng ta gieo những cái hạt giống mới. Như vậy chúng ta nhớ nha, chúng ta tiếp nhận cái quả, chúng ta ứng xử với cái quả,
và ứng xử cái quả này là cái phần sống động trong cuộc đời của chúng ta. Cái phần sống động trong cái hiện kiếp này, để khi thân hoại mạng dung chúng ta có thể tiến hóa, để khi thân hoại mạng chung chúng ta có thể thoái đọa. Chính là nó nằm trong cái phần ứng xử này. Vì ứng xử này nó là tạo nghiệp, và khi nghiệp như vậy là nó sẽ, phần nghiệp thiện nó sẽ đi vào trong cái, nó làm cái kho của nghiệp thiện được dày lên. Và nếu như nó là phần xấu thì cái nghiệp bất thiện của nó cũng sẽ được làm vậy. Và khi nó trổ quả đó thì nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và cái này sư cô nhắc lại cái lời giảng cũ của sư cô á. Sư cô mới nói nè, thường đó những cái pháp bất thiện đó khi nó trở lại với mình đó, thì cái dòng nhạc nó không thay đổi mà lời nhạc nó thay đổi. Khi cái mà nó làm cho mình cứ phiền não trong cái lòng mình á, thì có nhiều cái nó kích thích, nhiều đối tượng, nhiều trường hợp nó xảy ra. Nhưng tự trung á, cách nào đi nữa thì cũng nằm ở cái chỗ là cái tâm mình bất hạnh. Thì đó chính là gì? Chính là những cái quả bất thiện nó đã trổ sanh này. Nó trổ sanh ở đây khiến cho mình á, là nó giống như bị một cái hoàn cảnh, bị cho tất cả những cái yếu tố bên ngoài nó dùi dập cho tới tận, đẩy mình tới tận cùng. Vừa cái cả gia đình vừa bị tai nạn, cha mẹ chết đây, người còn trở lại thì một người là ung thư, còn một người thì thất nghiệp. Thì cái hoàn cảnh đó nó đưa người ta vào, giống như là vào cái chỗ là bế tắc, vào cái chỗ tụt. Vì sao vậy? Vì đây là nghiệp của quá khứ, quả nghiệp của quá khứ. Và bây giờ trong cái hoàn cảnh này chúng ta ứng xử ra sao? Thì cô nhớ có một cái người đó làm cái nghề sửa xe đạp. Khi đến bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh thì bác sĩ nói cho một lô bệnh, biên ra cho một lô to thuốc và nói rằng phải điều trị thế này thế này. Cái người đó đứng trên cái tầng lầu, sư cô nhớ không lầm là tầng lầu số 7, nhảy xuống chết liền tại bệnh viện Chợ Rẫy. Là vì người này thấy cái gì? Thấy rằng bệnh gì không làm việc được nè. Bệnh về tiền đâu nằm bệnh viện nè. Bệnh này chữa trị lâu dài ai nuôi nè. Tất cả đều đưa đến cái bế tắc hết. Cho nên khi nghe cái quả của mình trổ sanh như vậy thì cái cách xử lý của người này, cách ứng xử người này á, là diệt luôn cái này thì nó hết khổ. Nhưng không, tất cả những cái này nó sẽ tiếp tục trổ sanh dẫu mình ở bất cứ cảnh giới nào. Đó là cái điều chúng ta phải nhìn ra, vì mình tạo tác nó mà. Và nơi đây là người này tự đoạn đi, đáng lẽ là cái sự sống mình đó là mình sẽ sống cho đến cái tới chỗ này rồi ha. Nhưng mà tới này đó là mình đã đoạn nó tại chỗ này rồi. Và đây là một cái ác nghiệp. Và cái ác nghiệp này đó khiến cho người này sanh trong cái cõi khổ. Và trong cái cõi khổ này thì tất cả những cái cảnh mà mình đã gặp đây nó sẽ tái lại. Nó lặp đi lặp lại rất là nhiều kiếp. Cho nên mình gieo có một lần thôi, nhưng mà khi nó trổ rất là nhiều. Tại vì chúng ta gieo một lần, nhưng chúng ta gieo trong một giây đồng hồ, hay là 5 phút, hay là 10 phút, hay là 1 tiếng đồng hồ, thì quý vị thấy khi nó trổ nó lặp lại. Chút nữa phần quả chúng ta sẽ nói lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Để trổ qua, trổ mãi. Và cái này sư cô đã giảng rồi, bây giờ nói lại. Nó trổ cho đến khi nào chúng ta nhận biết, để chúng ta chuyển đổi. Và đừng tưởng rằng nó chỉ đeo đẳng mình trong một cái kiếp này. Nó đeo đẳng rất là nhiều kiếp. Tại sao vậy? Vì tất cả những gì mình làm mình đều nhớ. Và cái nhớ đó, đó là lúc mình làm á, mình tạo tác bằng sở hữu tư. Và khi mình nhớ nó ghi là bằng sở hữu tưởng.
Tất cả những gì mình tạo tác ra thì sở hữu tưởng nó ghi nhận hết. Đó là những cái thước phim mà nó lưu trữ. Vì vậy mà chúng ta mới nói rằng là những cái gì mà đắc thần thông đây, người ta có thể nhìn về quá khứ, người ta biết tiền kiếp, người ta biết tiền kiếp tất cả mọi người. Nhưng mà riêng Đức Phật á, là muốn coi cái tiền kiếp ở kiếp số mấy, là chỉ cần gọi là lật đúng cái tiền kiếp đó, thấy rõ luôn. Cũng như chúng ta nói nè, khi một cái khúc đường này nó xảy ra cái việc ám sát, hoặc là cái chỗ này nó xảy ra một cái tai nạn. Bây giờ chúng ta thử đem cái người ngoại cảm đi, ở cái nước nào tới đây đi ngang con đường đó, họ sẽ thấy y chang. Tại vì khi cái quả nghiệp này đó, nó xảy ra tại cái chỗ đó, thì cái nạn nhân mà bị như vậy đó, trong lúc đó thì người ta có cái thái độ này, người ta có cái cách xử lý, người ta có cách ứng xử này, là người ta cảm thấy bị tắc nghẽn nè, người ta rất là bối rối, người ta không biết phải tại sao. Tại vì đây là trên đường người ta đi về nhà, đây là đường người ta đi tới cái chỗ làm việc, hoặc là đây là con đường người ta tới tham quan cái chỗ nào đó. Người ta không có nghĩ tới cái chết, người ta không nghĩ tới sự ách tắc đó. Nhưng mà khi nó cắt ngang như thế thì người ta giống như người ta bị chặn lại, bị ách tắc đó, người ta chưa biết cách nào ra, cho nên cái chuyện đó đi diễn ra. Và người ta đi ngang vẫn còn thấy nó hiện ra rõ ràng. Ví dụ như là Tổng thống Kennedy bị ám sát ở Texas, thì bây giờ người ta đưa một số nhà ngoại cảm tới, thì người ta còn thấy rõ, người ta có thể nói rõ rằng là cái khi đến đó thì cái người mà núp bắn làm sao, cái xe nào nó như thế nào, là những động tác người ta đọc lại hết, có thể ghi chú được. Nó còn đấy mà, những thước phim nó còn đấy. Cho nên khi chúng ta hành động bằng sở hữu tư, thì sở hữu tưởng nó ghi lại. Cho nên chúng ta nhìn đây, tất cả những cái tâm quả nó ghi cái số 7 này. Nhìn cái số 7 này, là 7 cái sở hữu biến hành này. 7 sở hữu biến hành này chúng ta nhìn thấy trên đầu nó là 121. Có nghĩa là 121 tâm nó đi hết rồi. Xúc thọ tưởng thư nhất hành mạng quyền tác ý, đi hết 121 tâm. Thì vậy khi nó trổ quả là nó nên xúc thọ tưởng thư có đầy đủ này. Như vậy tất cả những gì chúng ta tạo tác đều có ghi nhận ở trong tâm, nó ghi trong cái chi phần của sở hữu tưởng. Và tâm thiện làm điều thiện thì sở hữu tưởng cũng ghi như vậy, mà tâm bất thiện làm điều bất thiện, sở hữu tưởng cũng ghi như vậy. Và khi nó ghi như vậy rồi thì nó mới trổ quả. Đây nó tạo tác đây, nó trổ quả đây, tạo tác đây trổ quả đây, tạo tác đây trổ quả. Tạo cái gì trổ cái đó. Và nó nằm trong cái dòng nghiệp này, có thiện có bất thiện, có tâm mà có quả đầy đủ hết rồi. Nó là tiềm ẩn, nó là ngủ ngầm. Tiềm ẩn ngủ ngầm nghĩa là sao? Là nó chứa đựng đầy đủ những cái yếu tố, nó chờ cơ hội kích thích ra khỏi. Cũng như sư cô thường lấy cái ví dụ, đây là vỏ diêm quẹt, đây là cái diêm quẹt. Trong cái vỏ diêm quẹt này nó không có lửa, trong cái diêm quẹt này không có lửa, nhưng nó có tiềm ẩn những cái yếu tố có thể kích thích lửa, có cái điều kiện để có thể phát sanh ra lửa. Nơi đây nó cũng có những cái yếu tố nó có thể phát sanh ra lửa, cho nên nó chỉ cần xúc chạm, chỉ cần xúc chạm thì nó ra. Thì nơi cái dòng nghiệp thuộc về tánh khí chúng ta đây, nó trôi chảy những cái tập khí ngủ ngầm. Và bây giờ khi có cái điều kiện đó, là chúng ta tiếp nhận những cái cảnh này. Như lần trước sư cô có giảng cho cái lớp này nghe về vấn đề cái cảm xúc đưa đến cái nghiệp cảm đó. Mình thấy cái người này, mình thấy cái cảnh này, thì cái tâm mình nó sẽ khởi lên, là nó sẽ nối kết với lại cái cảnh thiện hay là bất thiện của mình.
tức là nó sẽ nối với cái quả này. Và phần lớn là chồng vợ đó, là nó nối lại cái nghiệp quá khứ. Cho nên cái người nữ này gặp cái người nam này mà tiếp nhận cái người đó thành người hôn phối của mình thì phải biết chắc chắn đây là quả của mình, và chính mình chọn đem được. Mà cái người nam này chọn cái người nữ này làm người hôn phối của mình thì chắc chắn đây là cái quả của người này, cho nên đem về. Và khi chung sống với nhau đó, mà nếu có phước đó, thì cái người nữ này nè đối xử rất là tốt với người nam, người nam này đối xử rất là tốt với người nữ, và cả hai đó sống một cái đời sống tốt đẹp an vui. Những cái mâu thuẫn, những cái mà bất đồng ý kiến đó, đều có thể giải quyết tốt đẹp được. Còn nếu không thì quý vị thấy không, người ta chém, người ta giết, người ta đốt, người ta tạt axit nhau, người ta chặt ra từng phần. Thì chúng ta hiểu nó sẽ câu thông ở cái phần bất thiện pháp. Và chính người ta chọn mà. Dẫu cho mình nói rằng tôi cũng chẳng biết người này ai đó, vì ba má tôi nói người này được thì kêu ưng, rồi tôi cũng không suy nghĩ gì tôi ưng đi nữa. Nhưng mà tôi ưng, đó chính là tôi chấp nhận nối kết. Chấp nhận nối kết lại cái quả nghiệp đó, chồng vợ là thấy rồi. Cho nên bây giờ mình kêu than với ai? Mình chỉ có một cái vấn đề đó, mình sẽ ứng xử ra sao đây? Mình sẽ xử lý ra sao đây? Quyền của mình. Và nếu như mình thụ động thì cũng là một cái sự ứng xử của mình. Còn mình chủ động là sự ứng xử của mình. Một bà cụ 84 tuổi nhất định ly dị, ai cũng cười. Tại sao có con có cháu nội cháu ngoại rồi, bây giờ già rồi ở không ở đâu có thành vấn đề, tại sao phải ly dị? Nhưng bà nhất định ly dị, phải ra tòa đàng hoàng, và phải đó là xét là hung thú cho đàng hoàng. Sư cô cho rằng đây là một cái người có phước báu rất lớn, mới sáng suốt làm được cái việc này. Chứ còn nếu không á, là không đủ sáng suốt để làm cái việc này. Bởi vì khi mà ra tòa xé cái tờ hôn thú đó thì có nghĩa là đây là một cái sự đoạn tuyệt vĩnh viễn với cái quả bất thiện của mình. Vì cái người chồng này nè, suốt đời có một cái suy nghĩ rằng tôi cứ vợ để vợ hầu tôi, chứ không phải khi bà bệnh hoạn bà làm không được bà kêu tôi làm thế, bà không có chuyện đó. Mấy chục năm như vậy quá đủ rồi. Và người này là đủ chín mùi để mà xử lý cái quả của mình hết sức là sáng suốt, đoạn tuyệt luôn, cắt đứt luôn. Cho nên cái mà chúng ta đoạn tuyệt với những cái quả bất thiện của mình nó nằm ở cái chỗ này. Hãy cư xử tốt với người đó. Nhưng mà nói rõ thế này, nếu ngày nào còn sống chung, cái gì tôi có thể tốt được thì tốt. Nhưng mà khi không chịu đựng được nữa đó thì coi như chia lìa. Mà bây giờ có áp bức tôi mà không chia lìa được nữa, tôi nguyện trong tâm rằng đó, hết cái kiếp này đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn tôi không gặp lại. Đây là cái vấn đề xử lý với cái quả của mình, phải xử lý. Và một cụ bà 84 tuổi không những sáng suốt mà rất là có phước mới làm được những cái kỳ tích như vậy. Chứ còn nếu không đó, cái dư luận của thế gian đó, nó như cái cục đá đó, nó làm cho mình đó là úp cái mặt xuống cái dòng nước để mà chết ngọt. Già rồi đi gì chi cho người ta cười, mình còn cháu nội cháu ngoại thôi thế kệ nó, làm được tới đâu hay tới đó, muốn làm sao cũng được hết. Nhưng nó dây dưa cái nghiệp, nó kéo dài, nó không dứt điểm được. Cho nên cái mà chúng ta tu, mà chúng ta chuyển nghiệp ở chỗ á, thấy sai là dứt điểm.
thấy sai là cắt. Cắt lần cũng được, cứa cứa một lần được, cứa lần thứ hai, cứa cho đến khi nào nó đứt mà thôi. Mà như vậy đó, cái lưỡi dao nào mà cưới được, cái lưỡi dao mà chúng ta có thể cứa được cái quả nghiệp chúng ta là cái lưỡi dao trí tuệ đề. Thấy không? Chúng ta biết rõ nhân quả đây, chúng ta biết cái chúng ta gieo xuống đây, bây giờ chúng ta phải gặt mà. Cho nên bây giờ để mà tránh xa được những cái quả bất thiện chúng ta đó, trước tiên phải đối xử tốt. Nhưng mà sáng suốt, chứ đối xử tốt mà trong lòng bực bội, trong lòng khó chịu, không nên làm. Vì mình phải ý thức rất rõ rằng tôi cư xử tốt để tôi ra đi, chứ không phải tôi cư xử tốt để níu kéo. Hai cái đó rõ lắm. Ngày nào còn phải sống chung, tôi cư xử tốt. Nhưng cư xử tốt trong phạm vi tôi có thể cư xử tốt. Nếu không người ta sẽ lợi dụng, nếu không người ta sẽ chà đạp mình. Cho nên bảo vệ cái huệ mạng của mình. Người con Phật luôn luôn bảo vệ huệ mạng của mình. Người không phải con Phật á, luôn luôn bảo vệ tục sản của mình. Tại vì huệ mạng của mình là thánh sản của mình. Còn tài sản của mình á, là mình sợ mất con, sợ mất người hôn phối, sợ mất cái lời khen, dư luận người ta khen chê thì sợ mất những cái đó. Kể cả cái chuyện sợ mất cái tính mạng của mình. Người Phật tử đích thực giữ huệ mạng của mình. Không có khắn chặt cái đời mình vào trong cái tục đế, trong cái tục sản. Chỉ thánh sản đứng hàng đầu. Chúng ta nhớ trong pháp cú đó, có nói chuyện một cái người này là làm công trong cái gia đình. Những cái gia đình đó ngày đó thọ bát quan trai. Nhưng mà cái người này đã phải ra đồng làm việc từ sáng sớm, cho nên là không biết trong gia đình hôm nay có thọ bát quan trai. Khi cái buổi chiều về đó thì mới hay cả nhà là thọ bát quan trai, cho nên là không có ăn cơm chiều. Thì cái người này đi về nghe như vậy đó, thì thấy trong nhà không có đồ ăn, nghe vậy thì mới nói rằng tôi cũng thọ bát quan trai luôn, bây giờ còn lại cho đến khi cái gia đình này đã kết thúc một ngày thọ bát quan trai thì tôi cũng kết thúc. Nhưng mà cái người này suốt ngày làm việc cực quá cho nên đói quá, thì cho đến khuya đó chịu không nổi, người này chết. Nhưng mà khi chết thì người này sanh thiên. Do đó chúng ta phải hiểu rằng cái huệ mạng chúng ta là đứng hàng đầu. Huệ mạng là thánh sản của chúng ta. Còn tất cả những gì chúng ta có trên thế gian này là tục sản, là tài sản ở thế gian. Ta có thân này, ta có cha, có mẹ, có anh, có em, có chồng, có vợ, có con, có cái, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có tài sản để trong nhà băng, có bất động sản, có công danh sự nghiệp, có tiếng, có tâm, vân vân. Tất cả những cái thứ đó, ngày nào chúng ta còn hiện hữu mà có phước thì nó ở với ta. Khi ta còn hiện hữu đây mà ta không đủ phước thì nó ra đi. Mình nhớ nhé, kể cả cái thân này của ta thì nó cũng có quyền ra đi từ Phật. Chúng ta nghĩ bây giờ mình giữ được cái gì, thân mình nó giữ được, đâu giữ được. Ngày nào nó cắt cái lá lách mình nó bỏ cũng không biết được. Cái bao tử cắt 3/4 nó bỏ cũng đâu biết được. Cắt bớt lá phổi cũng đâu biết được. Cắt bớt con mắt bỏ đi cũng đâu biết được. Không biết được đâu. Có phước thì còn, không có phước không có ai chung cuộc với ta trong cuộc đời này cả. Kể cả những cái bộ phận trong thân của chúng ta, nó cũng không đi với chúng ta cho đến ngày chung cuộc. Vì chúng ta thiếu phước thì chúng ta không giữ được nó mà. Nhưng huệ mạng của chúng ta thì không mất. Những gì chúng ta làm tốt, những gì chúng ta làm điều lành, những gì chúng ta làm cho tâm trí chúng ta sáng suốt, thì những cái thánh sản này không có ai lấy được hết. Nước lụt không làm cuốn trôi đi được. Lửa cháy
không cuốn trôi đi được, động đất cũng không mất đi được, vua chúa cũng không cướp được, mà trộm cắp cũng không có thể nào lấy được hết. Đó là thánh sản của thầy. Thầy mang đi, mang cái thánh sản này đi. Vì vậy những cái gì chúng ta làm tốt, đó là những cái nghiệp chúng ta tạo tác ra. Bằng cách chúng ta đi vào con đường trí văn, con đường trí tư và con đường trí tu, bằng cách là chúng ta giữ các giới và hành các giới, đó là cái công thức mà chúng ta nhớ rõ. Thì đó là chúng ta hiểu được chúng ta sanh ra với thân phận làm người, chúng ta phải chấp nhận những quả chúng ta tạo tác có liên quan đến thân, có liên quan đến tâm. Nhưng mà khi chúng ta được phước làm người thì bao giờ chúng ta cũng có được cái trí tuệ mà chúng ta được tạo ra từ nhiều kiếp. Và với cái trí tuệ này đây thì chúng ta ứng xử với những cái quả thiện cũng như bất thiện có liên quan đến thân tâm chúng ta ứng xử. Và khi chúng ta ứng xử trong sự sáng suốt thì chúng ta thoát khỏi những cái quả nghiệp bất thiện của mình. Và chúng ta tạo cho cái khối tài sản về trí tuệ tâm linh của chúng ta càng lúc càng rộng lớn hơn. Cho nên đó là cái khi mình hiểu biết thì trong thế gian này mình có cái gọi là trạch pháp để trong ngoặc kép. Gọi là trạch pháp để trong ngoặc kép là sao? Là bởi vì nó ứng dụng luôn cho tới đời thường. Chữ trạch pháp nó dùng trong 37 phẩm trợ đạo, nhưng bây giờ chúng ta đưa nó vào trong cái pháp thế gian nữa đó thì mới gọi là cái trạch pháp. Khi sáng suốt thì chúng ta biết rằng mình nhịn một chút xíu, không phải mình hèn, nhưng để cho nó thôi cái quả bất thiện này. Nếu mình không chịu thiệt một chút, không nhịn một chút đó, nó chửi hoài, nó nói hoài, nó đập bàn đập ghế hoài đó, nó làm cho cái tâm mình bất an dữ lắm. Cho nên nhịn một chút, thua một chút. Nó muốn cái gì, nó cần cái gì mà nó quậy lên đây, đáp ứng cho nó một chút đi, mua sự bình an. Mà chỉ cái người có cái trí tuệ, một người có cái dũng khí mới có thể đó là làm cái công việc đó là nhẫn nhịn, chứ không phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục đó là nhường cho nó mà tức ở trong bụng thì gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhịn là bởi vì biết bảo vệ cái huệ mạng của mình và biết làm cho tất cả những cái quả bất thiện này nè nó ngưng, nó không phát triển nữa. Đó là cái cách mà chúng ta ứng dụng và chúng ta ứng xử trong cái đời sống. Đức Phật nói một cái câu ngắn gọn về vấn đề nghiệp đây. Đức Phật nói: này các tỳ kheo, Như Lai xác nhận rằng chính tác ý là nghiệp. Có ý muốn làm mới có hành động bằng thân khẩu ý. Như vậy Đức Phật nói nghiệp diễn ra ở đâu? Nghiệp diễn ra ở thân khẩu ý, hay nói rõ hơn là từ ý, khẩu, rồi mới tới thân. Gốc nó nằm ở đây. Gốc nằm ở đây. Ý hành, khẩu hành và thân hành. Hành này là tạo tác đây. Hành là hành động đây. Hành động tạo tác đây. Tức là tạo nghiệp đây. Hành đây là tạo tác, hành đây chính là tạo nghiệp. Như vậy ý hành nghiệp thiện hoặc ác, thân khẩu hành nghiệp hoặc ác, và thân hành nghiệp hoặc ác. Bây giờ chúng ta nhìn đây. Không có ý thì khẩu không khởi sanh. Chúng ta học về các cái lộ rồi chúng ta thấy đó. Thường thường nó phải hình thành 4 lộ hoặc 6 lộ mới đi với nhau. Và khi mà mình đối cảnh
tức là tiếp nhận cái cảnh đó. Thì cái lộ đầu tiên là chúng ta mới tiếp nhận, rồi cái tiếp theo đó là chúng ta mới là định nghĩa, định danh nó. Thì như vậy cái ý này khi mà nó khởi lên như vậy đó, đầu tiên là nó nằm trong cái suy nghĩ của chúng ta. Từ cái suy nghĩ đó nó đưa tới cái chuyện là tác ý muốn làm. Đầu tiên nó khởi lên cái suy nghĩ trước, rồi đi tới cái muốn hành động. Thì khi mà khởi lên trong ý, nó đã có ý nghiệp rồi. Về ý nghiệp này thiện hay ác là rõ rồi. Cho nên cái bất cứ người ta tạo tác nên một cái điều tốt hay điều xấu đều khởi sanh trong tâm ý trước. Từ khi nó khởi sanh lên rồi đó, cái công việc nó sau khi khởi sanh rồi nó mới hướng tới. Bây giờ mình nói nha, đây là cái đối tượng, hay còn gọi là cái cảnh. Đầu tiên khi mà cái chúng sinh này đó nó khởi lên cái suy nghĩ, đây là cái suy nghĩ của mình, rồi nó mới đưa đến cái tác ý hướng về đây, mình thấy không? Rồi nó mới là tầm tới. Tầm tới rồi cuối cùng đó, nó mới đi sâu vào trong cái cảnh này. Đây là tứ, đây là tầm, đây là tác ý, đây là suy nghĩ. Khởi đầu là cái suy nghĩ. Cái này mình tách ra mình nói, chứ thật ra nó đi cực nhanh. Những cái này nó là một cái sợi dây nối lại thôi. Nhưng mà chúng ta đây á, là chúng ta chia nó ra từng cái công đoạn để thấy. Nó suy nghĩ là nó đã tác ý rồi. Tác ý là nó tầm rồi, tầm nó đi sâu rồi nữa, rồi công đoạn nó đi rồi. Thành ra cái ý chúng ta đã tạo nghiệp rồi. Tạo nghiệp thiện hay bất thiện? Là khi chúng ta tạo như vậy là nó tích lũy, nó làm tăng trưởng cái phần thiện và bất thiện ở đây. Và ý này nó cũng tạo quả rồi. Thiện hay bất thiện nó đều tạo quả hết rồi. Thế nó cũng làm tăng hai cái kho này lên. Thành ra mình không có cái ý nghĩ làm sao mình có cái lời nói. Thì khi mà nó khởi lên để mà coi như nó tiếp nhận cảnh rồi nha, nó định nghĩa, nó định danh rồi. Định danh là nó có cái tên gọi của nó rồi. Thì cái lúc đó là nó mới là phát sanh ra cái, bằng cách là nó có cái âm thanh nó phát ra. Thì mới tới cái khẩu, vì thấy cái đoạn đường nó đi, đi rất dài, nó mới tới cái khẩu để nói ra. Cho nên khi mà mình á, tu tập về mặt trí tu, cái trí tu đó là khi chúng ta hành thiền á, thì chúng ta thấy tác ý. Bây giờ mình đang đứng đây, mình muốn đi là mình có tác ý muốn đi. Khi tác ý muốn đi đó, thì nó sẽ đi tới cái chỗ là nó sẽ tìm đến cái tầm đây, nó đi cái tứ đây, cho nên là nó sẽ điều khiển mà chúng ta sẽ dỡ cái chân lệnh này chúng ta đi. Như vậy khi hành thiền mình thấy tác ý, rõ chưa? Thì đây, nó đi đây thì thấy được cái đối tượng. Vì vậy đó mà cái khi mà chúng ta muốn nói đó, thì chúng ta cũng thấy cái tác ý muốn nói. Mà thấy cái tác ý muốn nói dễ lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì nó đã qua cái quá trình mà nó tạo bằng ý nghiệp rồi. Nó tạo bằng ý nghiệp rồi, nó mới nói thêm để cho cái ý nghiệp này được mạnh hơn lên. Rồi bây giờ mạnh hơn lên rồi đó, thì nó mới đi tới cái thứ ba, đó là thân nghiệp. Cái tự thân này đó, trong tiếng Pali nó là kaya. Thì nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái thân mình đây nè, sắc thân. Nghĩa thứ hai nó có nghĩa là toàn bộ, toàn thể. Và có nghĩa là khi mà cái thân mà nó hành cái nghiệp này đó, là một là nó sử dụng cái thân này,
Hai là thân hành nghiệp, có nghĩa là ý hành đã có, khẩu hành đã có. Và bây giờ khi thân hành nghiệp là nó bao gồm cả hai cái đó, tức là nó sẽ là toàn bộ cái này. Và nên nhớ rằng cái khẩu hành chúng ta nó có hai dạng. Một dạng là nó nói thầm, và một dạng là nó nói ra tiếng. Cho nên nó có nói thầm ở trong thân, thì cái đó cũng là khẩu hành. Và các vị nói nhớ cái điều này. Tại sao mà mình đến cái khóa tu Thọ Bát Quan Trai, mình đến cái khóa tu thiền, thì luôn luôn người ta nói rằng mình không biết có tu được hay không, chuyện đó chưa bằng, nhưng mà làm thinh được là có phước. Hoặc mình đến chùa cũng vậy đó, mình hạn chế, mình nói ít chừng nào nó tốt chừng đó. Tại sao vậy? Là khi mà cái khẩu mà ra tiếng của mình nó không nói đó, thì trong tâm mình mới nghe được cái tiếng nói thầm này. Và cái tiếng nói thầm này là khủng khiếp lắm. Bởi vì nó đi từ cái ý này, nó ra cái nói thầm trước, nó mới ra cái nói thành tiếng. Cho nên có những người họ không nói, nhưng mà họ hành động. Họ suy nghĩ và họ hành động, nhưng thật sự họ suy nghĩ và có nói thầm mới đi hành động. Là thân khẩu ý người ta đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Và phần lớn chúng ta đi tới hành động là do cái tiếng nói thì thầm ở trong tâm, nó dục giả ở trong tâm. Chúng ta phải thấy cái này, tu tập là thấy cái này. Và tất cả cái ý này nó cũng tạo nghiệp. Khẩu này mà nó nói thầm hay nói ra tiếng cũng tạo nghiệp. Và thân hành thì nó sử dụng toàn bộ ba cái này. Ý là gốc. Ở đây là nó hiển lộ ra cấp độ một. Ở đây nó hiển ra cấp độ cao nhất. Ở cái thân hành hiển lộ là cấp độ cao nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nó lộ trần tất cả những cái. Cho nên người ta mới nói vậy. Cái người mà thâm độc nhất là cái người không nói mà làm. Còn cái người mà còn nói đó thì cái người đó còn nhẹ. Bởi vì nói ra thì người khác hiểu, nó có trao đổi với nhau, nó có thông cảm, nó có chia sẻ với nhau. Còn giờ nó không nói, nó tự kết luận, nó tự kết luận và nó tự hành động, nó tự lên án người khác, nó tự lên án những cái hành vi của người khác, mà nó không cho người ta biện bạch, cũng không cho ai biện hộ cả. Và nó quyết một cái là thành cái án tử. Cho nên mới có chuyện giết người. Cho nên người ác nhất là cái người đó không nói mà làm, mà ta ứng xử bằng hành động. Quý vị chơi với bạn bè đó, quý vị thấy có những người họ như thế đó, không nói gì hết, nhưng mà hành động liền. Thì chúng ta thấy đó, chúng ta tạo tác bằng ba cái như Đức Phật nói. Tạo tác bằng ý, bằng khẩu và bằng thân. Như vậy cái này nó đâu nằm trong sách vở được ở đâu, mà nó nằm trong chính cái đời sống của chúng ta hằng ngày. Nó diễn ra trong nội tâm, nó hiển lộ bằng cái lời nói thầm hoặc là lời nói ra tiếng, rồi đi tới cái chuyện mà chúng ta đây ứng xử. Vậy thì ngày nào chúng ta cũng có tạo tác bằng cái ý, bằng cái khẩu, bằng cái thân. Ngày nào cũng có, giờ nào cũng có. Vì thấy nhiều khi mình ngủ nó cũng tạo đấy, nhưng mà nó không mạnh. Nó không mạnh, nó không đưa tới những cái ảnh hưởng lớn. Nhưng mà từ đó chúng ta sẽ đọc ở trong những cái giấc mơ mà chúng ta ứng xử, chúng ta đọc thấy cái gì? Chúng ta đọc thấy tập khí. Bởi vì lúc đó chúng ta mất kiểm soát, cho nên nó hiển lộ rõ ràng. Vì vậy mà trong cái khi mà chúng ta hành thiền đó, thì cái người thiền sư cũng nói là bao giờ mà trong cái giấc ngủ chúng ta vẫn thấy, chúng ta kiểm soát được tư tưởng chúng ta, thì cái hành thiền của chúng ta đã được đi sâu, đã được đi sâu, và nó sẽ mạnh lên. Cho nên là cái khi mà mình đi
hành thiền nhiều đó, thì cái mình ít có cần tới cái chuyện ngủ nhiều. Còn khi mình làm việc nhiều đó, mình rất cần giấc ngủ. Bởi vì không có cái giấc ngủ đó, nó không có thể nào nó phục hồi được cái sức khỏe của mình và nó cân bằng trong cái suy nghĩ của mình. Mình sẽ đi đến cái chỗ kiệt sức. Mà kiệt sức là pháp bất thiện. Và khi kiệt sức thì chúng ta không còn sáng suốt nữa, thì nó chính là pháp bất thiện. Ở nơi thân và có bệnh ở nơi tâm. Do đó mà khi chúng ta làm việc, chúng ta phải xen lẫn với cái chuyện chúng ta kiểm soát. Để làm chi? Để chúng ta giữ sự quân bình. Nếu không có sự quân bình này đó, chúng ta dễ tạo tác những cái pháp bất thiện. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng sự vội vã của mình là pháp bất thiện đã gieo xuống hay không? Chúng ta suy nghĩ vội vã, nói năng vội vã, hành động vội vã, có bao giờ chúng ta nghĩ đó là pháp bất thiện không? Nhưng nó chính là pháp bất thiện. Phải có sự quân bình. Có người hỏi là bây giờ tôi làm việc nhiều quá, không thể nào tránh khỏi sự căng thẳng, tôi phải làm sao? Đâu có ai cấm mình. Trong lúc mình làm việc, mình vẫn có khoảng 1 tỷ cái một cái phần của sát na đó. Chỉ cần có 1-2 sát na đó để mà mình đó thấy cái hơi thở của mình, hoặc là mình thấy cái tâm của mình, hoặc là mình thấy cái cảm thọ của mình, thì chính cái lúc mình thấy đó là cái lúc nó sẽ quân bình. Và đâu có ai cấm mình phải thư giãn đâu. Nếu mình thư giãn được, nó sẽ quân bình. Còn muốn thư giãn được, nó không quân bình. Và khi mà cái nghiệp mình gieo xuống đó, thì tất cả trong tâm của mình đây, tâm của mình và trong thân của mình đều có bị ảnh hưởng. Cái trong cái luân hồi, trong nhiều kiếp á, nó cũng để lại, nó để lại những cái năng lượng của nó, mà mình gọi là những cái năng lượng xấu khi nó đi theo cái dòng nghiệp bất thiện này. Và hiện tại khi chúng ta có một cái thân, thì những cái năng lượng xấu này nó vẫn còn có cái tác dụng, chứ không phải là hết. Mà nó kinh khủng cho tới như vậy là có một cái vị này đã đắc quả diệu Phật rồi, thành bậc A-la-hán rồi. Vậy mà khi cùng với những cái người bạn đồng tu của mình á, di chuyển trên con đường di chuyển đi, thì đi ngang tới một cái vũng nước nhỏ đó, thì tất cả chư tăng đều người ta tránh đi vũng nước đi, còn riêng vị này tới đó phóng hoàng cái. Thì những người đó người ta nói rằng là làm sao mà một cái vị tăng mà lại không có cái quay nghi thế hạnh vậy, cho nên mới bạch lên Đức Bổn Sư. Thì Đức Bổn Sư mới nói rằng con trai của ta vẫn còn bị cái tiền khiên tật chi phối. Vì 500 kiếp trước là khỉ. Xin phải, không phải 500 kiếp trước, mà tiền kiếp có 500 kiếp làm khỉ. Cho nên bây giờ nè, những cái cố tật nó vẫn còn. Do đó mặc dù đã đắc quả la hán là cái tâm á, nó đã phủi sạch cái đó rồi, nhưng mà những cái dấu ấn về tiền kiếp nó vẫn hiện ra. Chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác nó mới xóa hết mà thôi. Thì quý vị thấy những cái tập khí này ghê gớm lắm. Cũng như khi Đức Phật giảng pháp, ngài A Nan mới quan sát cái hồi chút. Sau khi quan sát rồi, ngài mới bạch lên Đức Bổn Sư. Ngài mới nói bạch Đức Thế Tôn, khi mà Đức Thế Tôn giảng pháp đó, thì cái lời pháp của Đức Thế Tôn như sư tỷ rống, nhưng mà tại sao thính chúng có người ngủ gật? Có người thì ngồi ngó lên trời vậy, có người thì ngồi không có yên, đại chân vậy, có người thì dây qua dây lại vậy, có người thì học đàng hoàng nghiêm túc từ đầu tới cuối. Tại sao thính chúng nó lại đa dạng đến như vậy? Thì Đức Phật nói là cái người mà nó ngủ lên ngủ xuống á, bởi vì tiền kiếp nó làm rắn, nó ngủ ngày ngủ đêm, mà bây giờ cái tập khí đó đâu có bỏ được.
Cho nên bây giờ ai giảng thì giảng, mà nó ngủ thì vẫn ngủ, tu thì tu, mà ngủ thì ngủ. Tập khí khó thay đổi lắm. Còn cái người mà nó nghe mà cái tay chân nó cứ dày qua đó. Bởi vì tiền kiếp nó làm côn trùng nhiều kiếp rồi, bây giờ cái thói quen động đậy thế này nó không thay đổi được. Còn cái người mà nó ngồi nó cứ ngó lên trời rồi, bởi vì tiền kiếp nó là chim tinh gia, cho nên là nó quen cái việc làm của nó là ngó lên trời, bây giờ nó đâu có thay đổi. Còn cái người mà nó học chăm chỉ đó, bởi vì tiền kiếp đã là một bà la môn học kinh Vệ Đà và đã coi như là thuần thục trong cái việc tu học của mình, cho nên bây giờ kiếp này có cái phước báo sanh lên được nghe Đức Phật giảng pháp thì nó đã thuần cái chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng lần trước sư cô nói này, con người ta trong 31 kiếp đó, ngoại trừ 6 cõi chư thiên với cõi người ra thì những cái cảnh giới khác tụ hội về đây rất nhiều. Cho nên đó, cái người mà chúng ta đó mà có một cái mối dây quan hệ chặt chẽ đó, chúng ta nhìn cái tập khí họ, chúng ta biết họ mới từ đâu tái sanh về đây. Cho nên những người đi bằng cảm xúc, đi bằng cảm tính để nối kết chỉ là tình cảm thuần túy thôi, thì chắc chắn rằng cái đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Tại vì tất cả những cái đó chi phối người ta, người ta không sáng suốt, và nó thu hút trong cái nghiệp cảm, thu hút cực kỳ mạnh. Chúng ta hãy tập quan sát nhân quả ngay chính cái người chúng ta gần nhất. Bởi vì chúng ta bị cái gì che ám? Ta bị cái từ mẹ, từ cha, từ chồng, từ vợ, từ anh, từ em, từ ân, từ nghĩa, vân vân. Tất cả những cái đó che ám. Ngày nào chúng ta thấy người đang đứng trước mặt chúng ta, đang ứng xử với chúng ta đây, là người đang gieo xuống gì, bằng cái tâm gì, và chúng ta đây tiếp nhận bằng cái tâm gì, chúng ta ứng xử bằng cái tâm gì, thì chúng ta sẽ rõ được nghiệp quả này. Còn khi nào mà chúng ta vẫn bị cái tiếng gọi đây là người hôn phối của mình, đây là con mình, đây là bạn mình, đây là ân nhân của mình, chúng ta bị những cái từ thế gian đó nó che khuất á, thì chúng ta không nhận rõ nhân quả. Họ đã ứng xử như thế nào thì họ ứng xử đó nó phải từ trong cái ý nghiệp đi đến cái khẩu nghiệp, và bây giờ là thân nghiệp. Thì những người đang tạo nghiệp thiện hay ác, nếu họ gieo xuống nhân thiện với ta, đó là phước báo. Họ gieo xuống nhân bất thiện, chúng ta hiểu đây là cái quả bất thiện mà chúng ta đây phải tiếp nhận. Và trong tâm chúng ta giờ đây, chúng ta ứng xử với cái quả bất thiện này ra sao, chúng ta hãy kiểm soát mình để cho mình đừng có gieo xuống cái pháp bất thiện nữa. Còn nếu không, cái con đường thuận dòng của nó là nó sẽ đi như thế này. Con đường thuận dòng của nó là nó sẽ câu thông hai cái phần này lại. Và ngay cả khi đó mà người ta nói bằng cái pháp thiện này đây nè, mà do mình tâm tối, mình không tiếp nhận được đó, thì nó cũng câu thông ở đây, chứ nó không câu thông này. Quý vị nhớ trong cái câu chuyện của Pháp Cú đó, nói về ngài Ca Diếp có hai người đệ tử, một người đệ tử lớn là sư huynh rất là đàng hoàng và hầu thầy rất mực, coi như là cung kính. Một người thứ hai đó thì lười thì không làm, nhưng mà những cái chiêu mà gọi là láo cá thì rất là nhiều. Cho nên bình thường đó là người sư huynh thì chịu khó đi gánh nước từ dưới núi lên, lưu khạp đổ đầy hết, rồi tới giờ canh nó mới đun bếp lửa lên để nấu nước rồi cho thầy tắm. Nhưng mà sư huynh vừa làm xong á là sư đệ đó chạy vào trong cái chỗ phòng thầy, nó quỳ xuống cung kính thỉnh thầy ra đi tắm.
Mà bất cứ cái người sư đệ này làm cái gì đó chưa xong thì cái vị này đã cung kính đi thỉnh rồi. Để chi? Để cho thầy thấy rằng là chính mình làm cái điều đó, và chính mình đó là luôn luôn quan tâm tới thầy để được thầy khen tặng. Thì sư huynh lâu ngày sư huynh cũng nhận ra là sư đệ này nó không phải nhanh nhẩu mà nó láo cá. Cho nên là sư huynh mới, bữa đó là sư huynh đó là không có đổ nước vô lưu vô khạp gì để cho trống trơn hết. Thì sư huynh trưa tới giờ cũng nấu nước, nhưng mà thay vì nấu nước đủ cho thầy tắm thì nấu nước đủ sôi như thế này thôi, để cho nó bung bung lên vậy thôi. Thì người này trông thấy nước sôi rồi như thường lệ, cho nên là vô thỉnh thầy ra tắm. Thỉnh thầy ra tắm thì thầy ra, nó dở ra thì nước có chút xíu sao tắm. Bây giờ đi vét trong lưu luôn không có, mà bây giờ đi kiếm những cái thùng để đi gánh nước thì không biết để đâu, vì thường ngày có làm đâu. Cho nên nháo nhào chạy tới chạy lui, mà vừa chạy mà trong lòng vừa rủa cái ông sư huynh của mình. Nói bữa nay anh chơi tôi cái ông người gì mà nó ác, người gì mà cái đầu óc ghê gớm quá, chơi tôi cái không. Là bực tức rồi. Thì ông thầy đó ông biết rồi. Cho nên là thầy mới nói nè, ngài Cá Diếp đó, một vị Phật mới nói nè, mới nói với cái người đệ tử của mình, mới nói nè, việc gì có làm thì nói mình làm, việc gì không có làm thì nói mình không có làm. Chỉ nói vậy thôi. Thì ngài nói bằng cái tâm của một vị Phật mà. Nhưng khi người này tiếp nhận, nó tiếp nhận bằng cái tâm sao? Nó nói có mấy giọt nước tắm mà nói nặng thiệt là nặng. Việc gì có làm nói làm, việc gì không có làm nói làm. Làm gì có mấy giọt nước mà nói nặng dữ vậy. Thì thấy nó tiếp nhận không? Thiếu phước nó tiếp nhận. Cho nên là khi mà những cái pháp thiện mà nó đến với cái người mà nó ở trong cái trạng thái của tâm bất thiện, nó sẽ biến đổi hết. Cho nên mình đừng có nghĩ mình làm tốt, mình nói tốt mà người ta có thể nghĩ tốt về mình. Cho nên những việc mình làm tốt hay không tốt tự mình biết, và đến người khác người ta sẽ xoay chuyển với cái lăng kính của người ta. Có cái phước ở với một vị Phật, nhưng mà không có nghe phước để mà mở cái phần thiện của mình để đón nhận những lời dạy này, mà mở cái phần này ra. Cho nên thân ngoại mạng chung cứ xuống địa ngục. Rồi quý vị thấy nó dẫn đi nè. Thế là bây giờ ta thấy cái mặt sư huynh là ta không muốn nhìn trời. Mà riêng cái ông thầy này đó là thấy cũng khó chịu lắm rồi. Cho nên sáng ngày mai thầy với sư huynh bưng cái bình bát để khất thực, không thèm đi chung. Nhưng mà không thèm đi chung đâu có phải ngu để mà đói chết đâu. Hai người đó ra khỏi nhà, ta cầm cái bình bát đi tới ngay cái vị thí chủ mà kính quý thầy ta nhất. Thì ta đi với một cái thái độ nó cũng hơi âu sầu một chút. Thì cái vị thí chủ mới hỏi là hôm nay thầy với sư huynh đâu mà chỉ có sư đệ đi đến đây thôi. Thì vị này mới nói rằng là sư huynh thì bận việc, còn thầy thì không được khỏe lắm, cho nên chỉ có một mình, có một mình tôi đây bưng cái bình bát đi thôi. Thì cái vị thí chủ này thấy vậy mới nấu thức ăn để mà dâng cho thầy, rồi là cho hai người nữa. Thế là ta ôm cái bình bát đó về, ta vừa ăn ta vừa thích chí. Không đi thất thực chung, còn thất thực cái này còn ngon hơn, còn nhiều đồ ăn hơn, sung sướng thoải mái. Nhưng mà vị này không biết rằng lúc đó mình thích thú với cái tâm gì và mình quan hỷ với cái tâm gì. Đó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, chiếm lĩnh hết rồi. Nhưng mà chư thiên thì bao giờ cũng hộ trì có mọi việc để cho cái vị thầy thấy hết tất cả mọi thứ chứ. Cho nên hôm sau thì vị thầy này với sư huynh đi khất thực, ta cũng không thèm đi theo. Nhưng mà thầy đi ngang qua cái chỗ đó thì cái vị thí chủ mừng quá mới chạy ra, mới quỳ xuống mới bạch: hôm nay thầy khỏe phải không? Thức ăn hôm qua con gửi đến cho thầy đó, chắc là thích hợp cho nên hôm nay thầy khỏe, bưng cái bình bát đi khất thực để con vào con đặt bát cho thầy. Thầy nín thinh không có nói gì hết. Thì cái vị thí chủ đó đặt bát. Thì khi về đó thì thầy mới kêu cái người học trò nhỏ mình ra mới nói nha: người tu phải nuôi thân chánh mạng. Thì chỉ nói vậy thôi. Vị Phật nói mà, thấy không? Tức là càng tức nữa.
có mấy cái hộp cơm mà cũng nói nặng. Nói nặng quá mà nuôi thân chánh mạng rồi nói nặng quá, được có mấy cái hộp cơm thôi. Cho nên tức lắm, hôm sau là không có đi khất thực chung rồi. Nhưng mà ở nhà nó tức á, vừa tức ông thầy vừa tức sư huynh, bị chạm dữ quá đi. Thành ra đầu tiên là ta đập hết đồ đạc của thầy với sư huynh. Đập xong rồi ta thấy cũng chưa hết tức nữa, đốt luôn. Đốt luôn rồi mà mấy cái cháy không hết nó vẫn còn tức, cho nên kiếm đồ đập nạt luôn rồi ta bỏ đi. Và cuối cái cuộc đời đó thì chết thì đọa địa ngục, không thấy cái tâm của mình, nó dẫn mình đi về đâu. Cho nên biến cái lời tốt đẹp nhất cho mình thành ra cái tai họa do cái tâm mình khi tiếp nhận. Cho nên khi mình kiểm soát cái tâm ý của mình, để khi mình tiếp nhận cái lời khen tiếng chê của người khác, mình biết tiếp nhận và có phước mới tiếp nhận được, còn không không có tiếp nhận. Và thông thường đó thì chúng ta nhớ, khi mà ai nói cái gì mà mình đau quá, mình biết ai đau, cái ngã mạng của mình nó đau, cái tôi của mình nó đau, còn cái trí tuệ nó không đau. Như vậy khi người ta chê mình, khi người ta chỉ trích mình mà mình đau quá, mình hiểu rằng đây là ngã đau chứ không phải trí tuệ đau. Vì khi nó tiếp nhận bằng trí tuệ, tiếp nhận bằng trí tuệ thì nó biết được, nó biết được cái lời của người nói phát xuất từ cái chỗ nào trong tâm của người ta, và nó cũng biết rõ là nó tiếp nhận từ chỗ nào trong tâm của nó biết rồi. Cho nên không có cái đau, vì nó tiếp nhận bằng trí tuệ. Còn không nó đau hết ráo, nó đau hết, uất ức lắm, nó chịu không được, nó tức tối lắm, không chấp nhận được. Thì chúng ta nhớ cái đau đó nó nằm trong cái ngã. Để mình hiểu mà mình khơi dậy cái trí tuệ của mình. Trí tuệ trước nhất thấy nhân quả, trí tuệ thứ hai biết rõ tâm của mình là tâm của cái người đối diện của mình. Chúng ta thấy pháp chân đế. Còn nếu không, không thấy được pháp chân đế. Và phần lớn người ta bị tám cái ngọn gió đời đó xoay chuyển ở trong tâm. Và nó là những cái cơn lốc, những cái con sói của nghiệp, của cả cái nghiệp cảm đi vào. Và cái ứng xử đó cũng nằm trong cái cơn lốc của nghiệp mà thôi. Những cái cơn gió nghiệp này nó thổi trong tâm chúng ta cuồn cuộn, làm chúng ta đi điêu đứng, làm chúng ta chỉ thấy bão táp và phong ba. Và khi mình nói rằng cái nghiệp này đó nó tạo tác ra là do cái sở hữu tư nằm trong động tác này, nằm trong động tác, thì khi chúng ta tiếp nhận cái quả do sở hữu tư tạo tác này đó, thì chúng ta sẽ tiếp nhận bằng cái sở hữu tưởng. Tiếp nhận bằng sở hữu tưởng, xin lỗi, tiếp nhận bằng sở hữu tưởng nó ghi lại, nhưng mà nó tiếp nhận rõ nét nhất là nó tiếp nhận bằng sở hữu thọ. Chúng ta sẽ lần lượt đi sâu cái này. Bây giờ coi như là cái phần khái niệm căn bản chúng ta nắm rồi. Bây giờ chúng ta hỏi trong vi diệu pháp đó, thì cái tâm nào là cái tâm tạo nghiệp? Bởi vì đây là 121 tâm. Tâm nào tạo nghiệp và tâm nào không tạo nghiệp? Thì cái câu trả lời mà chúng ta đã học rồi, nay chỉ ôn lại thôi. Thứ nhất, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si là những cái tâm tạo nghiệp. Như vậy là chúng ta có tất cả là 12 tâm bất thiện tạo nghiệp. Mười hai tâm bất thiện đây, 8 tham, 2 sân và 2 si. Rồi bây giờ chúng ta có 8 tâm thiện, 8 thiện dục giới tạo nghiệp. Chúng ta có 5 tâm thiền thiện sắc giới.
năm thiền thiện sắc giới tạo nghiệp. Và chúng ta có bốn thiền thiện vô sắc giới tạo nghiệp, cộng chung lại chúng ta có 29 tâm tạo nghiệp. Và 29 tâm tạo nghiệp này nó đưa đến luân hồi. Trong 31 cõi. Rồi chúng ta nói một câu nữa là nghỉ nha. Như vậy chúng ta nhìn đây, 12 cái tâm bất thiện khi tạo nghiệp nó sẽ trổ thành 7 cái quả bất thiện này. 7 quả bất thiện vô nhân đây. Còn đây là cái tâm thiện dục giới, khi nó tạo nghiệp á, tạo nghiệp thiện á, thì nó trổ 8 tâm quả thiện đây. Và 8 tâm quả thiện vô nhân ở đây là 16 cái quả. Còn tâm thiền thiện sắc giới trổ 5 quả thiền thiện sắc giới. Tâm thiền thiện vô sắc giới trổ 4 cái tâm thiền thiện, 4 cái tâm quả thiền thiện vô sắc giới. Và tất cả những tâm này khi nó tạo tác nó đều trổ quả. Và nhớ vậy, hãy một cái trái thì có nhiều hột. Nhiều hột là do đó, mỗi lần chúng ta gieo xuống thì chúng ta không có gieo một lần, mà mỗi lần chúng ta gieo xuống là nó 7 lần phải không? 7 lần như vậy đó thì những cái quả này đó là nó trổ sanh đó. Một lần nó có thể trổ sanh tới 16 quả nếu nó đầy đủ tam tư, tư tiền, tư hiện và tư hạnh, nó đầy đủ hết. Còn nếu không, nó yếu thì nó trổ phải vô nhân đây. Nhưng mà tất cả đều trổ quả. Vì vậy tất cả những gì chúng ta làm đều trổ quả. Chỉ duy có một trường hợp không trổ quả, đó là tâm di tác. Bây giờ chúng ta nhìn ba cái tâm di tác này. Đây, tâm di tác đây. Tâm di tác thứ nhất á, là cái tâm mà kháng ngũ môn. Cái thứ hai là kháng ý môn. Và cái thứ ba là cái tâm ứng cúng vi tiếu. Kháng ngũ môn nó làm việc ở đây, nó nằm đây trong cái lộ ngũ. Kháng ý môn nằm đây, nó là tâm vi tác rồi, bởi vì nó hành động có tính chất máy móc, tức là nó tự động, nó hoạt động như thế thôi, nó không hề có trổ một cái quả nào cả thì gọi là vi tác. Còn cái tâm ứng cúng vi tiếu nó nằm đây, là cái tâm này để dành cho những cái vị Phật mà còn dục thân ở thế gian mỉm cười, nên nó không có tạo nghiệp. Còn tất cả những tâm duy tác nằm đây, 8 tâm duy tác dục giới, 5 tâm duy giác tuy duy tác sắc giới, 4 tâm duy tác vô sắc giới, đó là những vị mà ở trong cõi dục đó, mà khi đắc đạo quả còn nhục thân ở cõi dục này thì người ta không có sử dụng cái tâm thiện thì tâm thiện dục giới, mà sử dụng tâm duy tác dục giới, là chỉ có vị Phật còn nhục thân ở cõi dục mới có cái tâm này. Thì cái tâm này đó là cái tâm mà nó có cái trí tuệ sáng suốt. Và cái tâm này chính là tâm đã chấm dứt sinh tử luân hồi rồi, cho nên nó không có tạo nghiệp. Và năm cái tâm quả mà dục giới đây đó, cái chỗ này, xin lỗi, năm cái tâm quả vô sắc giới mà thuộc về di tác đây đó, là cũng là những cái vị mà ở trên cái cõi trời sắc giới này đó, khi hành trì đắc đạo quả và vẫn còn trong cái cõi sắc giới này, thì những vị đó sử dụng cái tâm di tác ở cõi sắc giới. Và cái vị mà có cái tâm di tác ở cõi vô sắc giới đây, thì những vị đó khi tái sanh ở cái cõi vô sắc giới mà đã đắc đạo quả, thì vị này có cái tâm di tác này, thì chỉ có đó mới không tạo nghiệp thôi. Còn tất cả chúng ta đây, khi mà chưa có cái tâm di tác, tức là chưa đắc đạo quả, thì chúng ta còn tạo nghiệp.
lần sau chúng ta sẽ học kỹ hơn. Đây là cái cơ hội chúng ta ôn lại một cách tỉ mỉ theo cái dạng của nghiệp, để cho chúng ta có thể ứng dụng vào trong cái đời sống của mình. Xin mời tất cả những